Ok, thì trước khi bắt đầu video này, anh em hãy kéo xuống bên dưới và ấn vào nút like để giúp cho mình có thêm siêu động lực làm những video hấp dẫn cho các bạn xem nha. À mà có đến 80% các bạn chưa đăng ký. Vì vậy, các bạn đừng quên là đăng ký giúp cho mình lên được 300k sub nhanh nhất nha các bạn ơi. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, thì hello chào bạn trở lại với channel mình. Mình là show Green TV đẹp trai 12 cá tính nè. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video Minecraft mới lên. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình nút like, nút share và nút subscribe, và đừng quên là qua đăng ký các thành viên của Sinh Tố Team cùng với tham gia Discord của Sinh Tố Team nha, để có thể gọi là tham gia những cái buổi trò chuyện, một buổi live show của team tụi mình. Ok, thì hôm nay nhân dịp ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bắt đầu 18 rồi bánh chân rồi. Hôm nay mình sẽ gọi là hỏi những thành viên của Sinh Tố Team coi có nhớ gì không. Sao lại không nhỉ? Để coi mọi người coi mọi người có quan tâm tới tôi không. Trời ơi, nghe nói dạo này mấy bạn dạo này Sinh Tố Team gọi là làm gì quá trời luôn. Chắc là nhưng mà mọi người vẫn gọi là quan tâm tới nhau mà, nên bây giờ mình sẽ hỏi chị Navi trước. Chị Navi chắc chắn là người sẽ tặng quà cho tôi. Dễ gì không tặng, trời không tặng là thôi luôn. Hello, what's up? Hello, hello, thấy tôi không vậy? Cái gì? Con mang nó canh nào đây? Sao vậy? Chị nói chuyện gì vậy? Chị nói gì chị em hết nghe rồi. Chị nói về, chị nói chuyện đây. Chị giả vờ yêu, chị vợ giả vờ câm hoài. Gì trời? Bà Nabi bà làm gì mà tự nhiên bữa nay bà im re vậy ta? Ai mà biết được? Tự nhiên bà không có nói chuyện gì với tôi luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, chị Nabi ơi. Hello, ngộn ỉnh vậy ta? Hello. Alo. Có bị. Trời giờ mới nói. Alo, nghe có không? Nghe không? Alo, nghe tôi nói chuyện nè. Chị ơi. Dạ. Biết bữa nay ngày gì không? Ngày gì? Ngày 2 tháng 9, ngày Quốc khánh, ngày lễ Quốc khánh. À thế à. Ừ, đừng nghỉ mà, đi khác đi. Trời ơi, chị ơi. Nhưng mà hôm nay là ngày gì đó chị biết không? Ai mà biết được. Chị Nam ơi. Chị Nam ơi. Chị Nam ơi, bữa nay ngày gì? À, ngày gì biết? À, từ từ nào. Đâu? Bữa nay ngày gì chị biết không? Alo. Là ngày Quốc khánh mà sao mày cứ nói hoài vậy? Nhưng mà ngày Quốc khánh thì chị biết ngày gì không? Không. Trời ơi, chị giỡn hoài chị Nabi. Mày nói nhiều đó tao bóc cái mỏ bây giờ không tao đâu. Giỡn rồi, em nói thẳng ra luôn nè. Hôm nay là sinh nhật của em á. Happy New Year. Alo, gì phủ vàng vậy trời? Gì kỳ vậy? Tôi đâu có cần cái gì đâu, tôi chỉ cần món tôi chỉ cần gì kỳ vậy? Tự nhiên cái video gì quá trời không hả? Thôi chị Nabi bả tào lao quá. Thôi qua nói với Hachi mới được. Hachi cũng là một người anh em của tôi. Em đúng là em của anh. Một người sẽ gọi là chắc chắn là sẽ chịu luôn. Chị tặng quà cho tôi mà. Hello chị. Dạ. Biết hôm nay ngày gì không? Biết hôm nay là ngày gì không? A few minutes later. 15 minutes later. Quốc khánh. Đúng rồi, hôm nay là ngày Quốc khánh. Nhưng mà ngoài ngày Quốc khánh không biết ngày gì không? Cái này mà không biết người thôi luôn, tại vì hồi đó giờ tôi biết kể. Chết, trời quên. Hôm nay ngày đi siêu thị. Làm như vậy mấy bạn có vui không? Làm như vậy mấy anh có vui không? Alo. Cái gì vậy trời? Sao vậy trời ơi, mọi người ơi, mọi người. Trời ơi, gì mà tức như vậy? Đó. Anh đang được ngày, anh đang là ngày nghỉ, sướng vậy. Bạn là nhất, bạn là nhất nhá. Bạn là nhất, bạn là nhất, bạn nhất, nhất bạn rồi. Ủa? Nhưng mà ngoài ngày nghỉ không biết ngày gì không? Ngày gì ta? À, có cách nè. Đi ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Đây, đó cho nghe nè. Ừ, chuẩn bị nha. À. Ra ngoài đi. Ủa gì vậy? Cây tươi nhờ. Đồ. Ủa mấy bạn có mấy người trong mạng Sinh Tố hôm nay bị sao vậy trời? Thường ngày cứ nói tới ngày sinh nhật nhau là trời ơi mày mốt tới sinh nhật mày tao tặng cho mày một cái chiếc xe hơi, một chiếc nhà lầu. Nhưng xạo chó, xạo chó. Mà giờ tới ngày sinh nhật cái im re luôn, giống như dễ điên dễ khùng vậy trời. Cái gì vậy trời? Hey. Cay quá. Rồi có cách nào không ta? À, hay bây giờ mình sẽ thử lòng mình bị bắt cóc trong ngày sinh nhật để xem coi trong lại Sinh Tố coi có ai gọi là quan tâm không. Bây giờ ha, tôi nói ha mà không chịu quan tâm nữa thôi luôn, tôi bỏ đi luôn. Thôi
thôi. Ok chưa? Ok, bây giờ mình sẽ về mình chuẩn bị đồ các bạn ơi. Mình sẽ mua rất là nhiều camera luôn. Rồi mình sẽ lắp đầy lại sân tối luôn để coi quan giờ là gọi là quan sát mọi người. Ok, để vô nhà kiếm đủ đồ cái nè. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã đầy đủ đồ rồi đây. Mình đã có rất đầy đủ 64 cái camera luôn. Tao nói bây giờ tôi đã chuẩn bị với cái mạng chôn này rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ gọi là viết lá thư luôn. Ok, hello. Hello mấy cơ. Chị Nabi. Thôi tự nhiên là bắt cóc đi. Hello má. Xin chào. Đó giọng liền. Tôi là kẻ bắt cóc. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây. Hiện tại tôi đang giữ thằng sầu riêng. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Nếu muốn gọi là muốn chuột nó đi, chuột nó thì phải đưa đứa gì ta? Không cần chủ luôn. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Duyên giữ nó. Tụi bay sẽ phải khóc thét gì. Khóc cái gì đó trời, giết sao vậy ta? Sao mày ngu thế hả? Ok, họ chỉ cần ghi vậy thôi. Chỉ cần ghi vậy thôi được rồi. Mình ghi dài quá mình cũng đọc thấy ngu. Rồi bây giờ là xin chào Ha Chi. Tự nhiên kẻ bắt cóc mà xin chào hoài. Tôi cứ lộn sao á. Tôi là kẻ bắt cóc sầu riêng đây Ha Chi. Ok, nói vậy thôi. Nói vậy thôi mấy người này cũng sợ muốn chết rồi. Chứ ở đó mà ghi vài dòng văn chương văn thơ, tôi dở ngữ văn lắm mấy bạn ơi. Nên bây giờ tôi chỉ cần viết vậy thôi rồi bỏ vô cái rương tôi để ngay nhà này đấy. Bục. Quên nữa. Bây giờ mình bỏ vô đây. Rồi, mình sẽ đi lắp camera khắp làng luôn. Bây giờ tới công chuyện của một gọi là cameraman rồi. Ủa, chết cha, lắp camera đâu vậy ta? Ok, rồi đi thôi. Trời ơi, được cái camera trước cửa nhà chị Nabi rồi, mừng muốn chết luôn. Hay, bây giờ mình phải lắp camera vòng vòng lại xin tố nữa bạn ơi. Mình chắc mình phải để lên cái nữa nè. À, bây giờ nói chung là mình cũng sẽ lắp hết làng luôn chứ mình lắp nhỏ vậy đó để kiểu để quan sát thôi chứ mình cũng không biết gọi là mọi người đi đâu nữa, mình lắp đại á. Ok, một cái ở nhà mình đó, hợp lý luôn. Nhà hợp con nhà ba lý luôn. Ok. Ở đây nè, đó. Rồi xong. Đó rồi, bây giờ mình đã được tới 1, 2, 3, 4 cái camera luôn nè, đó không? Nên mình có thể gọi là có thể bây giờ mình qua nhà Ha Chi. Mình sẽ lắp camera bên nhà Ha Chi luôn. Ok, tới nhà Ha Chi rồi nè. Bây giờ từ bây giờ tôi sẽ lắp cái camera ở đâu vậy ta? Ok, trước cửa nhà Ha Chi luôn. Ok, hồi nãy mình đi dám lấy Obsidian chặn cửa mình rồi, bây giờ mình về cái ha gắn cái cửa lại bực bội không? Ok, bây giờ mình đang lắp camera ở vòng vòng này nữa bạn ơi, để cho thể mình quan sát được mọi người. Ok, xong rồi. À quên. Quên, cái này mới quan trọng. Bỏ cái này nè, bỏ cái rương này nữa. Bỏ cái rương này vô, rồi. Được rồi. Rồi, bước chuông, chạy. Lắm, lắm nè. Ôi, đi thôi. Kìa. Gì đây? Ok, thấy rồi. Rồi. Dính mày. Xin chào, tôi là kẻ bắt cóc. Thì tại tôi đem bắt chữ sầu riêng. Chết rồi, gì vậy? Ủa? Sợ chưa? Sợ ông chưa? Ông bị bắt cóc thiệt hả ta? Thôi, kệ ông đi. Ê. Tự lo. Á đồ, gì vậy? Sao tôi đã tới bắt cóc mà mấy người này bình tĩnh dữ gì trời? Cày thế à. Ok. Qua nhà chị Nabi. Chị Nabi mà không có phản ứng gì nữa là thôi. Ê, phải hết hồn. Thôi, không đi đường này được. Mình phải đi cái đường bệnh viện á. Ở lòng cái đường siêu thị á. Rồi mình nghe mình một gắn một cái gọi là cái camera ngay đây cái nữa để mình quan sát vô như nhà chị Nabi mới được. Ok. Mày ơi. Gì vậy? Ôi. Cái gì đây? Tôi là kẻ bắt cóc sầu riêng đây, Ha Chi. Tại sao lại là Ha Chi? Ai mà biết được. Ủa, gì Ha Chi? Thư này phải gửi cho mình đâu. Ủa? Hello, hình như tôi gửi lộn thư rồi bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy, hết hồn. Trời ơi, tôi gửi lộn thư chứ, của chị Nabi qua Ha Chi, còn của Ha Chi qua Nabi rồi. Ngu dốt. Cái gì vậy trời. Trời ơi, đợi từ sáng tới giờ không ai chịu hỏi thăm mình gì hết trơn á. Chán hay ghê luôn, để coi camera coi. Ủa, có gì không? Có gì vậy? Ủa chị ơi, ngồi đây làm gì vậy? Ôi, nghe tiếng ai vậy? Ngồi đây tao coi có gì hết không. Ok, hai người kìa. Ủa làm sao đây lại làng lắm đây trời.
tôi là kẻ bắt cóc sầu riêng đi ha, chim có nhận được cái này không? Tôi là kẻ bắt cóc sầu riêng. Ủa, nhà em xé cũng có cái thư giống vậy nè, nhưng mà chữ nó dài hơn coi. Gì kỳ vậy? Cái này là kẻ bắt cóc hả? Nghe thấy bắt cóc sầu riêng hả? Mình có đứa nào bắt cóc mà xin chào tôi là kẻ bắt cóc không? Ừ, không có thằng bắt cóc nào mà đùi vậy hết trơn á, nhưng mà không hiểu sao thằng sầu riêng nó tím xúi vậy mà cái thằng bắt cóc nó đùi vậy mà vẫn bắt được ta. Nó đồ cây thế nha, tự nhiên bị chửi vậy ta. Nhưng mà nó nói hôm nay là sinh nhật nó nữa mày. Gì? Sinh nhật ổng hả? Sinh nhật ổng? Ủa anh ta? Nó nói hôm nay là sinh nhật nó nữa. Xong hồi sáng giờ nó có qua đó kia tìm em không? Có, sao mà em nhớ ngày hôm nay ngày quốc khánh mà. Sao mà có khi nào nó thấy mình không quan tâm nó, cái nó buồn quá, cái nó đi chơi xong cái nó bị bắt cóc rồi nó bị xiên được không? Sao lại không nhỉ? Rồi đúng nhưng rồi, mà, đúng rồi đúng nhưng mà rồi. Nó điếm thúi vậy làm sao bị bắt cóc với thằng bắt cóc đồ vậy được ta? Thằng bắt cóc đồ rồi gặp thêm thằng thôi mà ổng có ngu lắm thôi. Đặng chịu tao vậy. Có khi nào nó bị bắt cóc thiệt không? Đúng rồi, bị bắt cóc rồi, bị bắt cóc rồi. Mà bình thường á, bị bắt cóc là không thể nào còn sống được. Hay mình lập cái mộ trước đi rồi mình đi tìm xác. À đồ. Cái gì vậy bạn? Ai người qua qua nhà ông coi, qua nhà ông coi đây. Qua nhà tôi hả? Qua nhà tôi là camera số mấy ta? Cái số 5 hả? Ê đâu phải. Chết bà rồi, số mấy vậy? Số 2. À đây nè. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Chết rồi, camera tôi nhà số mấy vậy? Ôi số mấy vậy? Ok nè, số 4 rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, mình quên đặt camera trong nhà rồi. À. Ổn đâu ta? Có trong nhà không vậy? Ôi ơi, hai người ra rồi, ra kìa. Chỉ có một cái ý tưởng này nè. Bây giờ nhiều khi nó núp ở nhà, mình cho nổ nhà nó đây là dễ biết lắm. Ở đâu? Trời ơi, mình đang ở trong camera, mình không thể làm được gì khó chịu thế nha. Chị cho em đi đặt vừa thôi, nhà không á. Đặt quá. Phải cho nó lòi mặt nó ra. Này dám núp hả? Sorry, có ở đây không? Nó chẳng có bị bắt cóc thiệt á, trời. Lỡ ổng không có sao lập cho ổng cái mộ chứ đi tính tiếp. Trời ơi, chị ơi, lập mộ rồi vậy chị. Nó ngoài ngốc ngách luôn đây nè. Ông bị cho ông ngủ, ông đi cho ông ăn sinh nhật ngoài nghỉ trang. Trời ơi, bà Nabi thì bà chơi với bá nhà tôi chứ có thời cơ hơn. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Ê, trời ơi. Nổ luôn cái camera tôi luôn. Rồi, trời ơi. Bão táp mưa xa. Rồi luôn rồi, camera số 4 mất tín hiệu luôn. Cái nhà thằng sầu riêng nổ vậy mà nó không có nhà vậy rồi, là rồi. Là nó không có chốn ở nhà rồi. Thấy Hai Chi rồi. Mình đang ở cam nhà với Ha nè các bạn. Mình thấy Hai Chi mới đi ngang qua. Em nghe ổng bắt cóc thiệt quá thôi. Chắc giờ này. Ủa nhưng mà bắt cóc tưởng nó phải đòi tiền đòi chứ gì, gửi bức thư đó như không vậy. Ừ thì sao đó. Nó không đòi vậy đó. Hay sầu riêng không có đáng tiền. Chết rồi, tụi này đã bắt cóc nhập mấy đứa không có tiền rồi. Không có đáng đồng tiền. Trời tụi cây bà nó bị thế nha. Bây giờ thằng bắt cóc nó có đòi tiền đâu. Giờ sao lại nó tìm được nó ta? À hay để chị lập cái bàn thờ ra chị cầu nó về không? Không sao, Chúa phù hộ em nha. Trời bàn thờ luôn hả má? Trời ơi mấy người này. Được á, chị nghĩ là được á. Ơi, chị lấy đồ, chị lập bàn thờ, chị cầu nó về coi. Trời ơi, ổ mặt khoan mình đang nghĩ là nếu như ổng bị bắt cóc thì tên bắt cóc nó cũng phải như vị trí để tới giao dịch, giao tiền. Chứ tao bắt cóc thì cũng ngu như ông sầu riêng tao chép thì hai đứa. Mấy người giao vậy? Cay quá mấy bạn ơi, mình cứ bị chửi hoài luôn hả? Thôi về, về cầu mà. Cầu siêu. Sầu riêng ơi, nếu như mày có ở đây thì mày hãy mau về với sao. Trời ơi. Ê, bà cúng nhang tôi ba cây nhang luôn kìa má ơi. À đúng rồi, bình thường sầu riêng nó hay qua đây nó ăn chực nhà chị lắm, chị sẽ cho nó một đồ ăn. Tính ra tôi chưa có chết riêng ơi. Tính ra tôi chưa có chết rồi bà cầu tôi chết kìa mấy bạn. Trời ơi cay quá ta. Ăn mi đi. À giờ đi nó còn thích ăn bò bít tết nữa, nó cứ qua nhà chị nó cứ đòi bò bít tết. Chị đúng rồi, dạ qua học thiếu hôm nay là nè. Sinh nhật nhưng mà trời ơi làm gì mà nó sinh nhật xong cái thành ngày dỗ. Ủa tính ra nãy giờ tôi có nói tôi chết hả trời, mấy người này bẻ mấy người này bơi như động viên bơi lội vậy đó trời, trời ơi bắt cóc là chắc chắn là bị giết rồi này, phải rồi xong luôn không hiểu luôn không hiểu cho địa chỉ tống tiền nó cũng không cho cái gì hết, chắc chắn nó xiên luôn rồi. Trời ơi nướng rồi xiên sầu riêng nướng rồi. Cây nè. Thôi chị Na Bê còn thiếu cái này nè. Để coi hai ngày này mấy ngày này làm gì hoài ta.
đập này ra, cái tên tấm này đúng rồi. Sao mình thờ có kêu quách tục hả? Thôi, được rồi, hai người này muốn bẻ lái vậy. Ok, tôi bẻ theo mấy người này luôn. Tôi sẽ làm hồn ma, tôi sẽ bay về. Ok, tôi sẽ đi về, tôi hù mấy người này mới được. Mấy người này không tặng quà cho tôi, không chúc mừng sinh nhật tôi, mà còn chúc mừng ngày giỗ tôi chứ. Cây vãi. Dạ. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Tôi đã chết rồi, tôi hiện hồn rồi đây. Tôi chết. Hồn ma đã chết là người ta trong suốt mà, anh thấy cái này nó kỳ vậy, đặt nghẽn vậy. Đặt nghẽn mà còn đánh được nữa. Ừ, ma gì mà đánh được cũng vậy. Tại tôi ma, chết ma rồi. Chết rồi hả? Em tôi... nghĩ có nghĩa là cầu siêu về được đó. Ê, lại. Ăn dở, ăn dở. Tôi quay về đây, tôi nguyền rủa hai người đây. Nguyền rủa, trước khi nguyền rủa thì ăn ở đây. Ai nhìn hình đẹp không? Sao hai chị nó lựa hình đúng nhiều luôn á. Tôi siêu thoát đây. Trời cay quá mấy bạn. Không thèm. Trời ơi, tính ra tôi chôn mà bây giờ tôi chôn mà giờ tôi thất bại luôn rồi. Trời ơi, không hiểu sao luôn á trời. Mấy người này á. Banh nhà rồi, nhà đâu ở. Trời ơi, tức quá à. Tưởng ngày hôm nay mình sẽ có một ngày sinh nhật thật là vui, thật là đáng nhớ, ai về mấy người, mọi người trong này sinh tới đều quên. Với lại rồi mình giả bộ mình mất tích, mọi người cũng bình thường, không có gì hết trơn á. Trời ơi, đúng là con ghẻ. Ơi, sao riêng. Hả? Sao riêng ơi. Vậy, chị qua đây chơi, chị định cười nhạo tôi nữa hả? Vậy có nghĩa là em chưa có chết đúng không nè? Dạ, đốt đó trời ơi chị. Nãy giờ là tao nghi mày nãy giờ rồi nha. Bây giờ chị có cái này vui lắm. Từ từ, cái gì? Cái gì đó. Cái gì vui? Em thấy không có gì vui gì hết trơn. Nhiều thứ vui lắm. Chị muốn cái gì? Lộn. Chị làm gì vậy? Chị định qua đây chị khoe cái mặt của chị mới đánh má học. Cái gì? Gì vậy? Chị có cái này vui lắm. Yên tâm. Ôi! Anh như chúa tể giảm xiếc, cha đẻ niềm vui, lãnh chúa hải nước, thánh chôn, kẻ lên cắp nỗi buồn, ông tổ nghề hài, bà tổ tếu táo, bố của dốc cơ, đức chúa hải nước, kẻ nó không có nước mắt, hai đồ tể, chấn thanh ba. Ủa gì vậy chị Đâm ơi? Gì vậy trời? Bà ngoại đặt vô chị ơi. Gì vậy hả tôi ra coi. Quá. Có chuyện gì vậy? Ủa? Sinh nhật. Hello. Giờ nha, mày chỉ được ở trong đây thôi, mày hiểu không? Mày không được đi đâu hết á. Cái gì? Ngồi đây. Đúng rồi, ngồi đây. Rồi, ăn sinh nhật trong tù hả? Ừ. Cái gì nữa? Cái gì vậy chị Nam ơi, mọi người? Có rất là nhiều bánh nè, thấy không? Đây. Đó, bánh đó. Trời ơi, em không muốn như vậy đâu. Chị một cái bánh sinh nhật coi nhanh lên, lấy chị ba cái bánh sinh nhật coi nhanh lên. Em không có muốn như vậy đâu mà. Thôi em sẽ không cho mọi người nữa đâu. Em không cho mọi người nữa đâu, mọi người hai cho em đi. Đứng yên đó. Quá trễ rồi. Trời ơi, các bạn ơi, ăn sinh nhật trong tù rồi. Rồi, hát đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Trời, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Em ước gì em ăn cái bánh nhật này sẽ được ra khỏi tù. À, chuyện đó là không được, bất khả thi, bất khả thi. Trời ơi, thôi thả đi mà. Nè, quà nè. Chị, ôi có quà luôn có hả? Yeah. Vàng. Ừ, đó, quà đèn vàng á. Yeah, cảm ơn nhiều. Đập ra. Bấm, chúc mừng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dương miệng. Ừ. Rồi em cái mồ. Cái mồ đó chị với ông nội. Tạm với ông mà. Cái tay chuột đâu quách đều. Không hiểu luôn. Từ từ nha, chị đang lấy quà cho mày nha. Thôi chị quà của chị toàn bá gì không rồi. Thôi em hạ trong đây luôn. Nè. Cái gì? Nữa hả? Đập đi. Cái gì vậy? Yeah, cho cái giường màu trong tàu. Tao đang có giường ngủ rồi. Rồi, sao không? Rồi, chị đập nha. Chị đập Nha. Thôi bạn ơi, clip đến đây cũng dài rồi. Và nếu các bạn thấy video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe nha. Trời ơi, sinh nhật trong tù thiệt là không thấy vui chút nào luôn. Ok, thì bye bye các bạn nghe. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.